Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh giật đèn đỏ. Là thế giới này là của chị và chị. Anh ơi. Ủa? Gì về em? Nhà anh bán bún đậu mắm tôm đúng không? À đúng rồi. Em biết cái bún đậu là phải có mắm tôm nè. Mà còn em á, có anh ôm ở trong lòng. À, bún đậu phải có mắm tôm. Còn anh thì có vợ và con để ôm rồi. Để anh viết nên câu ca và dốc nói trên đường. Nhà 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 nhàng cơn gió đông đưa ghé mắt chim. Tìm đâu ra thôi con. Tìm anh nên muốn có thằng mày con. Fucking with the boy mày con, boy boy mày con, vậy cho boy mày con, boy boy mày con. Thử thách đẹp không góc chết bắt đầu. Góc bên trái, góc bên phải, quay từ dưới lên, quay từ trên xuống. Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao về anh. Để anh viết nên câu ca và dốc nói trên đường. Nhà 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 nhàng cơn gió đông đưa ghé mắt chim bao hè. Đây. Lên quên tổng đài ơi. Anh tắt xì anh dậy nè tổng đài ơi. Trời ơi mày đâu có lộng.
quay lưng rồi đưa mông hất về sau, để cơ thể cảm nhận những phần cao nhất của nhau. Muốn đi em, có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết. Tính ra em là người có lãi chứ em có mất gì đâu. Em muốn lãi chị. Bảo đâu có muốn khó khăn làm gì. Dạ anh ra đi kiếm một cây thông ở trên này nè. Đi nguyên một cái đoạn đường ở trên này đến ta kiếm cây thông. Ở trên này người ta kêu đậu ở đây chứ phải bạn muốn đậu ở đây đâu. Ở đây nó chọn một chiếc xe SH ở đây, một chiếc xe ở mà máy là số 66 ở đây nữa. Mọi người coi khó chịu không? Tiệm mình rất kỳ luôn. Còn bây giờ vô phải mua đồ. Không mua đồ không dẫn xe đi cho khó chịu không? Còn đây ủy ban công nhân phường ở đâu không hiểu xuống đây làm cái vấn đề này nữa. Bảo rất bực mình luôn á. Người dân với nhau mình không hiểu, mình vi vu với nhau rồi nói một câu đàng hoàng, mình giải quyết nó ôn hòa, nó văn hóa với nhau chứ làm sao mà giải quyết kỳ cục quá vậy. Bấm luôn lại chia sẻ giùm cho Bảo đi, tiệm ngay đầu đường luôn á. Cảo thì ở trên Thiên Đình xuống, nhưng mà người Việt Nam, dân Việt Nam, như quốc tịch Thiên Đình. Cái ngôi thì ở Bến Tre, Bến Tre mình nè, nhưng mà cái gốc thì ở An Giang. Cái gốc là An Giang, nhưng mà người Việt Nam, quốc tịch Thiên Đình. Thầy có bao nhiêu phép hả? Thầy có phép chưa? Cấp phép chưa? Không, cái chuyện đó mình không có tiết lộ được, tại vì cái đó là thuộc về thông tin cá nhân được bảo mật bởi WikiWD. Trời ơi. Ừ. WikiWD là cái quái gì thầy? À, WikiWD đó là không phải cái quái gì mà nó là cơ mật. Cái thông tin cơ mật. À. Không có tiết lộ được, nhưng mà mình sẽ tiết lộ là mình nói về cái gia thế thôi. Chứ không có tiết lộ về cái mình có bao nhiêu phép, có bao nhiêu thành công. You know you've got to sing along. Don't you know, open it up. You've got to open it up. Chị thì chị không quan trọng về tuổi tác, nhưng mà em đã có bằng lái chưa? Sợ rằng một ngày không còn em bên mình, một tình tuyệt vời tan thành mây vô hình. Để anh viết nên câu ca pha dốc nói trên đường. Nhà 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 nhàng cơn gió đông đưa kẻ mặt chim vào em. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Với số nhà sẹt 1, sẹt 2, sẹt 3, sẹt 4, sẹt 5, sẹt 6, sẹt 7, sẹt 8, sẹt 9, sẹt 10, 11, 12, sẹt 13, 14, sẹt 15, 16, sẹt 17, 18, sẹt 19, 20. Đường gì không biết gặp chùm TikTok viên chó đi. Dạ xin lỗi mấy anh chị trên TikTok, tại em thấy mấy em nhỏ quay mà chùm trường chùm lớp gì đó. Tại vì em nghỉ học rồi, em không đi học nữa, mà em không có lớp nên là em ghi là số nhà sẹt 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 gì đó. Em ghi làm gì cho vui thôi, mấy anh chị đừng kiếm em nha. Em xin lỗi mấy anh chị trên TikTok, đừng mát má em nha mấy anh chị nha. Má em không cho chơi TikTok nữa. Em xin lỗi mấy anh chị, lỗi mấy anh chị. But trong xóm đi vào.
dưới phương tầng này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên ai, bước cái 502, bước đi trong lực lớp thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh me. Em là côn đồ. Tên lên là